Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin tức thời sự nóng, liên tục cập nhật những tin tức trong nước và quốc tế trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quý báu của mình để đón xem chương trình. Và không để quý vị chờ đợi lâu, sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức chính có trong chương trình. Hút máu bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai, đề nghị truy tố 8 bị can. Phẫu thuật sọ não ở Bệnh viện Bạch Mai đã bị thổi giá như thế nào? Xử lý 2 căn hộ của chùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương, thu được 4,8 tỷ đồng. 3 người nhập cảnh trái phép bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Vết dầu loang từ tàu ngầm Indonesia mất tích, tín hiệu từ thủy thủ đoàn. Hút máu bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai, đề nghị truy tố 8 bị can. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ gửi giá, nâng khống thiết bị y tế liên kết để chiếm đoạt tiền của người bệnh xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và một số công ty, Bộ Công an đã hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can. Theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 8 bị can trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai. Các bị can gồm Nguyễn Quốc Anh, nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Trịnh Thị Thuận, Lý Thị Ngọc Thủy, nguyên trưởng phòng và phó phòng tài chính Bệnh viện Bạch Mai, Phạm Đức Tuấn, chủ tịch kiêm giám đốc công ty công nghệ y tế BMS, Ngô Thị Thu Huyền, phó giám đốc công ty BMS, Trần Lê Hoàng, thẩm định viên công ty thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội VFS, Phạm Minh Dung, nguyên tổng giám đốc công ty VFS. Cả 8 người cùng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra C03 Bộ Công an đã tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến một số hành vi có dấu hiệu tội phạm trong việc thực hiện các đề án lắp đặt máy, thiết bị y tế, phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai theo hình thức xã hội hóa. Kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định một số cá nhân tại Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế BMS, Công ty BMS và Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội, Công ty VFS có thủ đoạn gian dối, câu kết với hình thức các thủ tục để nâng khống lên nhiều lần giá trị hệ thống thiết bị y tế đưa vào hợp đồng liên doanh liên kết với Bệnh viện Bạch Mai nhằm chiếm đoạt số tiền lớn của người bệnh. Phẫu thuật sọ não ở Bệnh viện Bạch Mai đã bị thổi giá như thế nào? Kính thưa quý vị, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra kết luận đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 8 bị can trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và một số đơn vị liên quan. Các bị can gồm Nguyễn Quốc Anh, nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Trịnh Thị Thuận, Lý Thị Ngọc Thủy, nguyên trưởng phòng và phó phòng tài chính Bệnh viện Bạch Mai, Phạm Đức Tuấn, chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Công nghệ Y tế BMS, Ngô Thị Thu Huyền, phó giám đốc công ty BMS, Trần Lê Hoàng, thẩm định viên công ty thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội VFS, Phạm Minh Dung, nguyên tổng giám đốc công ty VFS. Cả 8 bị can nói trên cùng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự. Theo kết luận điều tra, Bệnh viện Bạch Mai có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật, tự chủ hoàn toàn theo quy định của Bộ Y tế và có thế mạnh là khoa nội. Khi Nguyễn Quốc Anh được bổ nhiệm làm giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bị can muốn phát triển khoa ngoại nên thành lập một số khoa như phẫu thuật thần kinh, chấn thương chỉnh hình và cuộc sống. Biết được việc này, bị can Phạm Đức Tuấn đã đến gặp Quốc Anh, nói công ty BMS của mình là đơn vị phân phối robot phẫu thuật và đề nghị cung cấp cho Bạch Mai loại robot Rosa với giá 39 tỷ đồng, loại robot Marco với giá 44 tỷ đồng. Tuy nhiên, Tuấn nói công ty BMS không bán vì thủ tục của Bộ Y tế phức tạp. Thay vào đó, Tuấn cùng Quốc Anh thống nhất sẽ để BMS và Bệnh viện Bạch Mai liên doanh lắp đặt robot phẫu thuật với giá do Tuấn đưa ra. Bị can Quốc Anh đã đồng ý với việc này dù không thông qua đảng, ủy, ban giám đốc và công đoàn bệnh viện. Bị can này còn chỉ đạo phó giám đốc Nguyễn Ngọc Hiền cùng phòng tài chính kế toán Bệnh viện Bạch Mai hoàn thiện các thủ tục để liên doanh với công ty BMS. Tháng 1 năm 2017, các bên ký đề án xã hội hóa trang bị hai loại robot phẫu thuật nói trên, trong đó robot Rosa được xác định giá 39 tỷ đồng. Trong số tiền này, BMS nhận chi phí khấu hao máy là hơn 23 triệu đồng và chi phí lãi vay hơn 4,1 triệu đồng dù doanh nghiệp này không vay tiền để mua máy móc. Đáng chú ý, thời điểm này, công ty BMS vẫn chưa nhập robot Rosa.
Để hợp thức hóa, các bị can thuộc công ty thẩm định giá VFS đã phát hành chứng thư trái với quy định của pháp luật. Ngày 23 tháng 2 năm 2017, công ty BMS mới nhập khẩu robot Rosa từ Pháp về sân bay Nội Bài. Hàng mới 100% và nguyên giá là hơn 7,4 tỷ đồng. Từ thời điểm này đến tháng 5 năm 2020, Bệnh viện Bạch Mai đã sử dụng robot này thực hiện phẫu thuật sọ não cho 639 ca bệnh, thu hơn 22,9 tỷ đồng. Bệnh viện Bạch Mai đã thanh toán chi phí liên quan cho công ty BMS liên quan đến 551 ca bệnh. Theo kết luận giám định, tiền phẫu thuật bằng robot Rosa là hơn 6,6 triệu đồng một ca, nhưng Bệnh viện Bạch Mai và công ty BMS đã thu hơn 23 triệu đồng một ca, hưởng chênh lệch hơn 16,5 triệu đồng một ca. Đến nay, Bệnh viện Bạch Mai mới liên hệ trả số tiền chênh lệch nói trên cho 86 người bệnh. Bị can Phạm Đức Tuấn đã nộp 10 tỷ đồng để trả tiền chênh lệch 16,5 triệu đồng cho 551 ca thu sai. Với hệ thống robot Michael, điều tra xác định do đơn vị phân phối rút khỏi thị trường Việt Nam không hỗ trợ phần mềm nên công ty BMS đang bị lỗ. Do đó, cảnh sát không xem xét dấu hiệu vi phạm liên quan loại robot này. Quá trình điều tra, cảnh sát còn xác định bị can Phạm Đức Tuấn đã nhiều lần biếu tiền đô la Mỹ trị giá hơn 300 triệu đồng cho giám đốc Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh và 150 triệu đồng cho phó giám đốc Nguyễn Ngọc Hiền. Xử lý hai căn hộ của chùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương thu được 4,8 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, thông tin từ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội cho biết, ở Hà Nội, chùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương, chủ tịch hội đồng thành viên công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng bị kê biên hai căn hộ chung cư hạng sang nằm trên đường Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng. Chi cục thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng đã thẩm định trị giá của hai căn hộ chung cư này vào khoảng 9,6 tỷ đồng. Đây là tài sản chung của hai vợ chồng Nguyễn Văn Dương nên theo quy định pháp luật, người vợ được quyền ưu tiên mua lại 50% giá trị hai căn hộ với tổng số tiền là gần 4,8 tỷ đồng. Sau khi nộp gần 4,8 tỷ đồng để Nguyễn Văn Dương thi hành án, người vợ đã sở hữu 100% giá trị hai căn hộ chung cư này. Đáng chú ý, công ty hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã được ủy thác thi hành án, thu hồi số tiền lên tới 1.000 tỷ đồng của Nguyễn Văn Dương, trong khi tài sản đảm bảo thi hành án bị kê biên rất ít ỏi. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ do Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ mở vào tháng 11 năm 2018, Nguyễn Văn Dương mới khắc phục được gần 15%, đã nộp hơn 244 tỷ đồng trên tổng số tiền được hưởng lợi bị truy tố là hơn 1.655 tỷ đồng. Dương không hé răng khai báo về việc sử dụng số tiền trên 1.655 tỷ đồng thu lợi bất chính, gây khó khăn cho việc thu hồi. Đại diện viện kiểm sát hỏi, bị cáo còn khoản nào để truy thu, khắc phục hậu quả? Dương đáp, công ty có nhiều chi phí, gia đình cũng giúp khắc phục, giờ ở trong trại giam đã hơn một năm nên không còn cơ hội để khắc phục nữa. Nguyễn Văn Dương khai quá trình vận hành game bài, không nghĩ có hàng chục triệu người chơi game đánh bạc và doanh thu lại lớn đến vậy, cho đến khi các số liệu được cơ quan điều tra công bố. Sau này biết nhiều người chơi phải tán gia bại sản, tôi thấy hành vi của tôi vô cùng nghiêm trọng. Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm thay nhân viên trong vụ án này vì họ chỉ thực hiện theo lệnh và ân hận vì hành vi của mình khiến họ mất mát quá lớn. Mong hội đồng xét xử giảm nhẹ tội cho các nhân viên cùng người chơi trong vụ án này, Dương nói. Đến tháng 3 năm 2019, Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát cho biết Phan Xào Nam, cựu giám đốc công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến, tự nguyện nộp tiền và tài sản hơn 1.300 tỷ đồng, tương ứng trên 90,7% số tiền hưởng lợi do tổ chức đánh bạc mà có. Trong khi đó, Nguyễn Văn Dương chỉ nộp 240 tỷ đồng, tương ứng chưa được 17% trên tổng số tiền tổ chức đánh bạc mà có. Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã bác kháng nghị tuyên y án sơ thẩm hình phạt 10 năm tù đối với Nguyễn Văn Dương. Ba người nhập cảnh trái phép bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Kính thưa quý vị, nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch về Việt Nam, sau đó di chuyển bằng máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Nhóm người này đang gieo rắc nguy cơ lây nhiễm dịch cho cộng đồng. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhóm ba người nhập cảnh trái phép của một nam, hai nữ là lao động tự do tại Campuchia. Họ cùng nhập cảnh về Việt Nam qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu ở tỉnh Tây Ninh lúc 1 giờ ngày 21 tháng 4. Sau đó cả ba đều đến thị trấn Tân Biên bắt xe taxi về thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, xe chở ba người vào một nhà nghỉ gần sân bay Tân Sơn Nhất. Trong quá trình nói chuyện, tài xế taxi cho biết đây là ba trường hợp nhập cảnh trái phép nên đã chủ động quay về thị trấn Tân Biên khai báo y tế. Sáng 21 tháng 4, nhóm người trên đã bắt taxi di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã đi chuyến bay VG134 ngày 21 tháng 4 về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 9 giờ 10 phút. Sau khi chuyến bay hạ cánh, hai người phụ nữ trong nhóm đi xe taxi về gia đình tại Định Hóa, Thái Nguyên. Người đàn ông di chuyển về Quế Võ, Bắc Ninh. Ngay sau khi xác định được thông tin qua khai báo y tế về nhóm người nhập cảnh trái phép của tài xế taxi,
cơ quan chức năng đã hỏa tốc vào cuộc truy tìm những người nhập cảnh trái phép. Chỉ trong thời gian rất ngắn, tất cả những người nói trên đã được xác định địa chỉ đang lưu trú, buộc phải chuyển vào khu cách ly tập trung. Ngay lập tức, ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của những người nhập cảnh trái phép để điều tra. Đến sáng ngày 22 tháng 4, các kết quả xét nghiệm đều ghi nhận 3 người nhập cảnh trái phép âm tính với COVID-2 ở lần xét nghiệm thứ nhất. Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra, truy vết nhà nghỉ các trường hợp nhập cảnh trái phép đã lưu trú, khoanh vùng những người có tiếp xúc tại thành phố trong khi chờ kết quả xét nghiệm tiếp theo của nhóm người nhập cảnh trái phép. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp của các nước xung quanh, ngành y tế đã khuyến cáo người dân cần tăng cường cảnh giác trước các trường hợp nhập cảnh trái phép. Khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, thông tin ngay đến chính quyền địa phương. Người dân có người thân ở nước ngoài vận động không nhập cảnh trái phép, tuân thủ quy định của nhà nước khi nhập cảnh về nước để không phải mang nguy cơ cho gia đình và cộng đồng. Vết dầu loang từ tàu ngầm Indonesia mất tích, tín hiệu từ thủy thủ đoàn. Kính thưa quý vị, vết dầu loang gần vị trí tàu ngầm Indonesia chở 53 người lặn xuống có thể là tín hiệu từ thủy thủ đoàn. Sáng sớm ngày 21 tháng 4, tàu ngầm KRI Nangkala 402 chở theo thủy thủ đoàn 53 người đã biến mất bí ẩn khi tham gia một cuộc tập trận ngư lội ở phía bắc đảo Bali. Con tàu được cho là đã mất tích ở khu vực cách Bali 95 km ngay sau khi tàu được phía chỉ huy tập trận cho phép lặn xuống. Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết nỗ lực tìm kiếm trên không đã phát hiện vết dầu loang gần nơi tàu ngầm chìm xuống. Hai tàu hải quân Indonesia với khả năng sử dụng sóng âm phản xạ đã được triển khai để hỗ trợ tìm kiếm. Theo Hải quân Indonesia, vết dầu loang được phát hiện trên mặt biển có thể do thùng nhiên liệu của tàu ngầm đã bị hư hại hoặc cũng có thể là tín hiệu từ thủy thủ đoàn. Hải quân Indonesia cho biết sự cố về điện có thể đã xảy ra trong lúc tàu làm nhiệm vụ, khiến tàu bị mất kiểm soát và không thể thực hiện các thao tác và quy trình khẩn cấp để có thể nổi lại trên mặt nước. Hải quân Indonesia ban đầu cho tàu ngầm bị chìm ở độ sâu 500m dưới mực nước biển, nhưng sau đó nhận định có thể là 700m. Phó đô đốc Hải quân Pháp Antonio Besson đã cho biết các tàu ngầm thường có độ lặn sâu an toàn là 250m và nếu nó chìm xuống ở độ sâu 700m thì có khả năng là tàu có thể sẽ bị vỡ. Một số nước đã đề nghị hỗ trợ Indonesia trong cuộc tìm kiếm tàu ngầm chở 53 người mất tích. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Indonesia ngày 22 tháng 4 cho biết các yêu cầu hỗ trợ đã được gửi đi và Australia, Singapore, Ấn Độ đã phản hồi. Đây là những nước sở hữu tàu cứu hộ tàu ngầm. Ngoại trưởng Maurice Payne nói với ABC hôm 22 tháng 4 rằng các lực lượng quốc phòng của Australia sẽ giúp đỡ bằng mọi cách có thể. Chúng tôi vận hành các tàu ngầm rất khác với tàu ngầm bị mất tích. Như lực lượng phòng vệ Australia và tổ chức phòng vệ Australia sẽ làm việc với các chiến dịch phòng vệ của Indonesia để xác định những gì chúng tôi có thể hỗ trợ. Ngoại trưởng Payne cho biết. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết một cuộc họp báo sẽ được tổ chức trong ngày 22 tháng 4 tại Bali để cung cấp thông tin về cuộc tìm kiếm tàu ngầm mất tích. KRI Nangkala 402 là tàu ngầm tấn công chạy bằng diesel. Điện được đóng tại Đức vào năm 1977 và được Indonesia biên chế từ năm 1981. Tàu đã được nâng cấp vài lần trong năm 1989 ở Đức và năm 2012 ở Hàn Quốc. Indonesia trước đây từng vận hành một hạm đội gồm 12 tàu ngầm mua từ Liên Xô để tuần tra vùng biển cùng các quần đảo rộng lớn của mình. Tuy nhiên, hiện Indonesia chỉ có một hạm đội gồm 5 tàu ngầm. Trong đó có 2 tàu ngầm Thai 209 do Đức chế tạo và 3 tàu ngầm mới hơn của Hàn Quốc. KRI Nangkala 402 hiện là một trong 5 tàu ngầm vẫn đang phục vụ trong Hải quân Indonesia. Indonesia vẫn đang tìm cách hiện đại hóa năng lực quốc phòng của mình. Nhưng một số trang thiết bị của nước này đã lỗi thời và đã xảy ra những vụ tai nạn chết người trong những năm gần đây.